tháng 7 nước chảy Cà Mau, tháng 10 ba khía hội kéo nhau đi làm. Cứ tầm tháng 10 là ba khía tụm về súng xích đều trên gốc mắm trễ đước, con nào con nấy thịt chắc nụi, gạch thì ứ đầy mai. Từ bùn lầy, loại vật này nghiễm nhiên thành món ăn thời thượng và được biến tấu thành nhiều sản phẩm chế biến đầy giá trị. Tất cả là nhờ tình yêu và cái tình của nông dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc. Bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay còn nhiều nội dung đáng chú ý. Nông dân Cà Mau tâm huyết cho các sản phẩm tôm nuôi dưới tán rừng. Bên trong xưởng sơ chế dây chuối ở U Minh Thượng, nơi mọi bộ phận của loại cây trồng dân dã này đều được tận dụng. Nữ nông dân Sapa với hành trình đổi đời cây tía tô thông qua chế biến. Ai đến với Cà Mau được quyến luyến vẻ đẹp bình yên của vùng đất cực Nam Tổ quốc và dấn dương cả những loại thủy sản đặc trưng với tán rừng, mà nức tiếng nhất có lẽ là tôm. Tôm tươi ngon ngọt còn được nông dân đầu tư phát triển chế biến để nâng giá trị. Nào là tôm khô, bánh phồng tôm và hàng chục sản phẩm khác. Tất cả đều được lòng người tiêu dùng, góp phần đưa đặc sản này vươn xa hơn. Câu chuyện làm giàu của người nông dân huyện Ngọc Hiển sau đây cũng vậy. Là giám đốc một hợp tác xã có tiếng trên địa bàn, nhưng ít ai biết rằng ông cũng từng tự tay chọn nguyên liệu, bóc từng con tôm khô thuở mới chập chững khởi nghiệp. Và rồi trời cũng không phụ công người. Xưởng sản xuất của hợp tác xã Tân Phát Lợi do ông Bùi Văn Chương ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau làm giám đốc, rộng hơn 500m². Nông dân này cho biết, nông dân dùng cực Nam Tổ quốc nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đước bằng hình thức thuận theo tự nhiên, không sử dụng thuốc kháng sinh. Áp dụng loại hình này, người nuôi chủ yếu cải tạo, sền vét đầm và thả giống với mật độ thưa, tôm cá lớn nên dựa vào thức ăn tự nhiên. Do vậy, nơi đây sản sinh ra những con tôm đất, tôm sú, cua biển, chất lượng thịt ngon ngọt, vượt trội hơn so với loại nuôi công nghiệp. Sản phẩm cũng an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Mang theo lý tưởng nâng giá trị tôm Cà Mau. Những ngày đầu, ông Trương đi từng nhà, dẫn động nông dân sản xuất tôm khô tham gia hợp tác xã, nhằm tập trung nguồn nguyên liệu đủ điều kiện cung ứng cho những khách hàng lớn. Nông dân còn phải cam kết giữ đúng quy trình nuôi theo hướng tự nhiên. Ông Trương hiểu rằng nhu cầu của thị trường ngày càng cao, khách không chỉ đòi hỏi sản phẩm chất lượng mà còn phải đẹp, tiện lợi. Từ đó, nông dân này quyết tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, bởi đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công và khẳng định vị trí của hợp tác xã. Từ những sản phẩm truyền thống, hợp tác xã sử dụng gần như hoàn toàn các phụ phẩm từ việc sản xuất tôm khô, bánh phồng tôm để làm ra muối tôm, bột canh, nước mắm tôm. Ngoài xưởng, kho bãi tươm tất, hiện hợp tác xã có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, với thị trường tiêu thụ được mở rộng ra tận các tỉnh phía Bắc. Theo tính toán, doanh thu hợp tác xã mỗi năm hơn 10 tỷ đồng, trừ chi phí cho lợi nhuận gần 2 tỷ. Ngoài ra, hợp tác xã còn tạo việc làm cho hàng chục lao động khác. Chia sẻ về bí quyết thành công, giám đốc hợp tác xã cho rằng, dù mới thành lập hay lúc đã có tiếng trong nghề, các thành viên đều phải lấy chữ tín làm tôn chỉ hoạt động. Chữ tín cũng là bí quyết làm giàu của nông dân hợp tác xã trồng mãng cầu ở tỉnh Sơn La sau đây. Nhà vườn chọn canh tác theo hướng việt gáp kết hợp với công nghệ tưới tiêu tự động. Chi phí đầu tư có cao nhưng mà đổi lại hiệu quả kinh tế là con số mà bất cứ ai cũng ước ao. Các đội trồng mãng cầu đều được lắp đặt camera giám sát, hệ thống tưới nước tự động điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhờ vậy, nông dân chủ động được thời gian tưới cho cây dù ở bất cứ nơi đâu và còn giảm được ngày công lao động. Trên trẻo cao xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, những cây mãng cầu của hợp tác xã mé lết, cho trái sai triểu cành. Mỗi trái nặng từ 1kg tới 2,5kg, hạt ít, vị ngọt liệm và thơm mùi sầu riêng. Ông Nguyễn Hữu Tứ, giám đốc hợp tác xã cho biết, giống mãng cầu này được bột chuyên nghiệp nhập về từ nước ngoài, lai tạo với giống mãng cầu bản địa. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng vùng núi cao Mai Sơn, sau 8 tháng ghép, mãng cầu tiêu chuẩn hữu cơ cho trái bói, vụ đầu thu cây 14 tỷ đồng. Năm nay, diện tích canh tác của hợp tác xã ước đạt tới 50 hectare. Hợp tác xã Mé Lết hiện có 26 thành viên, tổng diện tích canh tác khoảng 200 hectare, chủ yếu là các giống mãng cầu dai, mãng cầu hoàng hậu, mãng cầu sầu riêng. Đây đều là những giống được thị trường ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Nhà vườn còn tập trung chuyên canh theo tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó có 50 hectare sản xuất theo hướng việt gáp, 50 hectare sản xuất hữu cơ. Giám đốc hợp tác xã phấn khởi chia sẻ,
hộ có diện tích ít, thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng, còn trung bình từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Với những hộ trồng diện tích lớn cho thu tới gần chục tỷ đồng mỗi năm và trở thành tỷ phú ở vùng núi cao này. Chị Trần Anh Xuân, 33 tuổi, ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, là người tiên phong biến cây tía tô từ một loại gia vị quen thuộc hàng ngày thành các sản phẩm tinh dầu, trà được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để có giống tía tô đỏ trồng và nhân rộng, 3 năm trước, chị nghiên cứu về cây tía tô bản địa của bà con Sapa, sau đó mới lấy hạt gieo trong bầu lên cây giống với diện tích 1.000 m². Đến nay chỉ có 30 hecta tía tô đỏ là nguyên liệu ép tinh dầu, trong đó có khoảng 10 hecta do người dân trồng và chị thu mua với giá 15.000 đồng một ký lá ngọn tía tô. Sản lượng thu hái mỗi năm ước đạt trên 200 tấn nguyên liệu gồm lá và thân. Để tạo ra những sản phẩm chất lượng, chị Xuân chủ động tìm hiểu về công thức rồi kiểm tra thử nhiều lần. Sản phẩm được chị quảng bá trên các kênh mạng xã hội, các hội chợ nông sản. Sau 5 năm thành lập, hiện hợp tác xã Sapa Secrets của chị có gần 100 thành viên, tập trung sản xuất và phát triển dòng sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ từ giống tía tô bản địa. Đó là các bài thuốc dược liệu quý của người giàu đỏ, mỹ phẩm chăm sóc da và dầu gội dưỡng tóc, tinh dầu, trà. Các sản phẩm được cải tiến không cần, tăng cường quảng bá để hướng đến xuất khẩu. Huyện U Minh Thượng được mệnh danh là vương quốc chuối của tỉnh Kiên Giang với diện tích 3.500 hecta tập trung ở vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng. Trước đây thì nông dân bán buồn bắp, còn thân chuối thì bỏ đi. Đó chỉ là chuyện trước đây thôi, còn bây giờ thì đã khác. Từ thân chuối gỡ chỉ là phụ phế phẩm, một hợp tác xã sơ chế dây tơ chuối dùng để dệt vải làm đồ thủ công mỹ nghệ. Đến phần nước cũng được tận dụng để ủ phần hữu cơ. Đầu năm nay, hợp tác xã Kênh 10 ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang quyết định đầu tư nửa tỷ đồng sắm hệ thống máy móc sơ chế thân chuối, gồm máy chẻ, tách sợi, ép bã và máy 3 trong 1, kéo tơ thủ công và máy ép bẹ. Ngoài ra, nông dân cũng đầu tư nhà kính phơi chuối để chủ động sản xuất. Mỗi tháng, hợp tác xã ước tính sản xuất 2 tấn dây chuối hoặc 1 tấn tơ chuối, doanh thu 60 đến 120 triệu đồng, sau khi trừ chi phí là từ 30 đến 60 triệu đồng, chưa tính phụ phẩm phân hữu cơ. Trung bình 100 kg thân chuối làm ra được 1 kg tơ chuối hoặc 10 kg dây chuối, 50 kg bã và từ 3 đến 4 lít nước. Bã chuối và nước dùng ủ phân hữu cơ do giàu kali. Tơ chuối được sản xuất từ phần non của thân cây, trong khi dây chuối làm từ phần già ở ngoài cùng. Chuối cắt dừa kích cỡ đưa qua các loại máy móc chuyên dụng. Bẻ non sau khi tách sợi đưa qua công đoạn kéo tơ. Mỗi ký tơ chuối được bán với giá 120.000 đồng, phơi qua hai nắng có thể đưa vào kho dự trữ. Dây chuối giá 30.000 đồng một ký, phần dây thừa, xưởng tận dụng để dạy nghề và làm đồ mỹ nghệ. Ngoài ra, bẻ chuối khô có độ dẻo dai, linh hoạt trong tạo hình sản phẩm mỹ nghệ. Có thể thấy, với quy trình khép kín như vậy thì hầu như bộ phận nào của cây chuối cũng đều có giá trị. Nào là trái, bắp, thân, lá cho đến cả bẹ chuối, rồi bã chuối hay là nước chuối cũng được khai thác hết. Mà giá trị nhất là tơ chuối vẫn có thể dùng dệt vải làm đồ thủ công mỹ nghệ. Cũng là câu chuyện về khai thác tối đa giá trị từ các sản phẩm chế biến, là hành trình khởi nghiệp ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai của nữ nông dân ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tận dụng mùa ba khía lột vỏ, chị nghĩ ra cách làm riêu, mỗi tháng thu về hàng chục triệu đồng. Với mong muốn xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm từ con ba khía của quê hương xứ Đầm, vợ chồng chị Trần Thị Sa ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nghiên cứu và thành công trong việc sáng tạo ra sản phẩm riêu ba khía, tức ba khía xài sẵn. Để tạo nên hương vị riêng, vợ chồng chị chú trọng từng công đoạn sản xuất. Trong đó, ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chế biến là những con ba khía mới lột vỏ, tươi sống. Toàn bộ quy trình đều thực hiện đảm bảo theo tiêu chí sạch, không tạp chất, hóa chất và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ vào sự sáng tạo chưa có nghiên cứu nên vợ chồng chị Sa dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có được bí quyết để tạo nên sản phẩm riêu ba khía ngon, chất lượng, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Chị cho biết sản phẩm được đóng gói, hút chân không và cấp đông, có thể bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh được khoảng vài tháng. Riêu ba khía là sản phẩm mới và được đưa vào thị trường tiêu thụ hơn một năm nay. Thông thường, nhiều người tiêu dùng chỉ biết đến riêu cua, nhưng sau khi vợ chồng chị sản xuất thành công riêu ba khía, góp phần tạo nên một sản phẩm mới lạ. Nữ nông dân này còn phát triển thành công sản phẩm ba khía muối, ba khía trộn và đạt chứng nhận OCOP 36 cấp tỉnh. Hiện tại, mỗi tháng vợ chồng chị xuất bán được khoảng 2 tấn riêu ba khía,
giá bán 100 cành đồng một ký. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Từ sự cố gắng trong việc hình thành ý tưởng tạo ra sản phẩm chất lượng, vợ chồng chị Sa xây dựng và tạo nên thương hiệu cho Bà Khía xứ Đầm, trong đó có sản phẩm riêu Bà Khía được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng. Sản phẩm có hàm lượng canxi cao, bổ dưỡng và thường được chế biến các món ăn như là bún riêu Bà Khía, nấu canh, thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Và nếu như có dịp đến với Cà Mau, du khách ai cũng muốn thử một lần thưởng thức món ăn tuy dân dã nhưng lại đậm chất miền Tây này. Nội dung này cũng khép lại nông nghiệp sinh thái hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Quý vị đừng vội chuyển kênh để cập nhật các thông tin mới nóng có trong chương trình Nhịp sống ngày mới ngay sau đây.